Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời toàn thể đạo tràng niệm Phật cầu gia hộ. Nam Mô Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư cùng toàn thể đạo tràng của Niệm Phật Đường Diệu Pháp. Kính bạch Đại Đức, hôm nay ngày mùng 1 tháng 9 năm Bính Tuất, tại Niệm Phật Đường Diệu Pháp của chúng con được Đại Đức Quang Lâm nhận lời về đây để ban bố cho chúng con thờ pháp nhũ. Cùng xin thay mặt đạo tràng xin giới thiệu với đạo tràng của chúng ta, đây là Đại Đức Thích An Định, coi trú sở là chùa Tam Bửu của quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay đạo tràng chúng ta được vinh dự cung kính và đón chào Đại Đức. Và sau đây cũng đạo tràng cũng trang nghiêm thanh tịnh, xin mời Đại Đức. A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bạch trên Đại Đức trụ trì chùa Diệu Pháp. Kính thưa toàn thể đại chúng, trước tiên xin thay lời cho toàn thể nam nữ Phật tử tu tập ngày hôm nay, xin thành kính tri ân Đại Đức trụ trì đã dàn xếp cho đại chúng có một ngày tu tập an lạc. Nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, lịch Đại Tổ Sư, thì từ chứng minh gia hộ cho Thầy thật nhiều sức khỏe, nhiều an lạc, để luôn luôn là bóng cây che mát cho hàng Phật tử trên bước đường tu nhân học Phật hàng tháng, và có thể là gần hơn nửa tháng hoặc một tuần trong tương lai đại chúng có thể về đây tu tập. Và thay lời cho Thầy trụ trì, hôm nay Thầy bận đi họp, thành kính ngưỡng nguyện trên mười phương chư Phật luôn gia hộ cho toàn thể đạo hữu Phật tử có mặt ngày hôm nay, cũng như thân bằng quyến thuộc của quý vị đã dàn xếp công việc nhà để cho quý vị trở về đây tu tập một ngày an lạc. Nguyện đem công đức tu tập của quý vị hồi hướng cho chính bản thân mình cũng như toàn thể thân bằng quyến thuộc được thân cường tráng kiện, mạng vị bình an, tiêu tai tiêu nạn, tật bệnh tiêu trừ, và luôn luôn tin sâu nhân quả để chúng ta trong đời sống thường nhật
được gặt hái nhiều an lạc, và nguyện đem công đức tu tập của quý vị hồi hướng cho toàn thể chư hương linh cửu quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp của quý vị, cũng nương công đức tu tập cũng như oan gia trái chủ hoặc ở trong thân hoặc ngoài thân của quý vị nương công đức tu tập hôm nay và mãi mãi mà họ có thể giác ngộ được cái linh thức mà siêu sinh thoát hóa, và nguyện cầu chư Phật luôn gia hộ cho toàn thể đạo tràng chúng ta an lành dưới ánh từ quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ là thầy sẽ trao đổi với quý vị một tiếng, còn khoảng độ 15-20 phút thì có vấn đề gì thắc mắc thì chúng ta đồng có những câu hỏi, học hỏi hiểu và hành. Và hôm nay quý vị muốn thầy đến đây cho quý vị cái bài pháp gì đây hả? Sao nhân quả hả? Hay quá hả? Rồi, A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị. Bây giờ nhân quả trong đời thường ha. Cái này hay. Ở đâu mà tức là hồi sáng tới giờ và hôm qua giờ thầy có chia sẻ với cái chú tài xế, chú hộ pháp này của chùa Diệu Pháp. Cũng vấn đề nhân quả thôi. Trên cuộc đời này ai tin nhân quả giơ tay lên thầy coi. Cảm ơn quý vị. Ai không tin nhân quả giơ tay lên này coi. Tức là chúng ta tin hết phải không? Cho một tràng pháo tay. Bây giờ quý vị đọc cùng với thầy cái bài kệ: Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thì, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Có hiểu gì không? Không biết gì hết. Con không biết gì hết. Bây giờ nói ra tiếng Việt đi. Tụng kinh cũng như thế. Tụng kinh có những bản kinh, bây giờ khi nãy quý vị tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bản kinh đã được Hòa Thượng Bổn Sư của quý vị dịch ra Việt rồi. Cũng có cái hiểu, cũng có cái chưa hiểu. Bây giờ chúng ta đọc. Thầy đọc một lần, sau đó rồi thầy tập cho quý vị đọc. Thầy đọc xong rồi thầy mới diễn nghĩa. Cái câu hồi nãy đó: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Đó là Hán ngữ. Bây giờ dịch Việt: rằng ai muốn biết nhân xưa, hãy xem kết quả bây giờ chịu đây. Muốn biết quả báo sau này, hãy xem những việc ta nay đang làm. Dễ hiểu không? Dễ hiểu không? Tiếng Việt mà không hiểu nữa thôi chứ hả? Giờ quý vị đọc theo thầy: rằng ai muốn biết nhân xưa, hãy xem kết quả bây giờ chịu đây. Muốn biết quả báo sau này, hãy xem những việc ta nay đang làm. Đọc lại nha: rằng ai muốn biết nhân xưa, hãy xem kết quả bây giờ chịu đây. Muốn biết quả báo sau này, hãy xem những việc ta nay đang làm. Đọc lại lần nữa: rằng ai muốn biết nhân xưa, hãy xem kết quả bây giờ chịu đây. Muốn biết quả báo sau này, hãy xem những việc ta nay đang làm. Rồi, ai có thể đọc được? Chỉ rồi, đọc rồi, học rồi, phải biết.
biết mới hiểu, hiểu mới hành chứ. Hả? À, kính thưa đạo hữu Phật tử, tức là đã tin nhân quả thì chúng ta đừng bao giờ khổ đau, đừng bao giờ than oán muộn phiền. Bởi vì cái gì nó xảy ra trên cuộc đời cũng đều là nhân, nhân quả, biết thì như vậy đó. Nhưng mà khổ cứ khổ. Có quý đạo hữu Phật tử ở đây, mà đa phần ở đây các cụ, các bác lớn tuổi nhiều hơn lớp trẻ. À, quý vị lắng nghe, bởi vì tranh thủ nha. À, chúng ta có những bác, những cụ ở đây ra đời quy y Tam Bảo, đã quy y Tam Bảo, đã có pháp danh trước các thầy ra đời. Trước các thầy, trước thầy trụ trì, kể cả trước thầy ra đời, quý vị đã quy y Tam Bảo rồi. Nhưng cho đến ngày hôm nay cũng chưa giải được cái khổ ở nơi nội tâm. Có không? Đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, tu tập, bố thí, cúng dường, công quả, cũng làm. Nhưng bây giờ vẫn chưa giải tỏa được cái nỗi khổ trong trong thâm tâm. Nguyên nhân tại sao? Tại vì chúng ta không chịu thay đổi nơi bản tâm, không chịu không chịu tu hành. Hành tức là thực hành vào đời sống thường nhật. Tu là chỉnh sửa. Chúng ta chỉ đọc trên cửa khẩu thôi, đọc trên cái miệng thôi, chứ còn chưa thực sự ra cảm nhận cái sự an lạc. Quý vị chưa có. Chúng ta chỉ tu trên hình tướng, nhưng mà chưa đi vào nơi nội tâm thực sự nó có ý nghĩa, trở về với bản tâm của mình. Cho nên khổ này vẫn chồng cái khổ kia. Thậm chí có những vị, có những đạo tràng, và có những vị càng tu tập càng nhiều, càng chấp mình tu nhiều, tu lâu, chê bai những người khác, cho rằng tôi tu lâu rồi chưa có giải tỏa được cái nỗi khổ, cho nên người ta gần gũi là chấp vào giới, làm cho lớp trẻ mà đi chùa họ cảm thấy khó chịu. Ở đằng này chưa có bao giờ có cái tâm từ bi, đứng trước Tam Bảo xưng rằng đại từ, đại bi, thương chúng sinh, đại hỷ, đại xã, cứu muôn loài. Nhưng bao giờ thương chưa? Chưa. Không thương người, mình mà mình không thương mình thì làm sao thương người đấy? Thương mình tức là đừng làm cho mình khổ đau, đừng làm cho mình khó chịu, đừng làm cho mình buồn giận. Nhân quả, hoa sen là nhân quả đồng thời đấy. Trong cái nhân, trong cái hoa nó đã có quả rồi, có hạt để cho chúng ta ăn được rồi. Chúng ta ăn cái hạt sen đấy, là trong cái hoa nó đã có nhân quả đồng thời. Cho nên người đệ tử Phật, người trí đấy, đã làm việc gì đều nghĩ đến hậu quả trong tương lai. Nó có làm cho mình an vui hay không, làm cho người an vui hay không. Chứ còn hỏi thử quý vị, tu tập mấy mươi năm này mà mình tu tập để làm gì? Tu để làm gì? Tu là bỏ ác làm lành, bỏ đời theo đạo, thực hành từ bi, chỉnh trang trong bốn oai nghi, tâm không tham, không giận, không mê si chuyện đời, thân không sát, không đạo tức là trộm cắp, dâm chơi, miệng không dối ác, hai lời lắm duyên. Còn cái chúng ta thực sự nói tin nhân quả là mới mơ hồ thôi, chưa thực sự tin. Đã tin nhân quả thì cái gì xảy ra cũng đều là nhân quả cả. Cuộc đời này đâu phải muốn mà được đâu. Muốn cho mình bình yên, nhưng làm sao yên? Tại vì tâm mình chấp, tâm mình không chịu thay đổi. Học Phật mà không chịu thay đổi. Bây giờ quý vị có mặt trên cuộc đời, và ngày hôm nay quý vị đã tu tập về đây cùng với đại chúng đây tu tập. Đây là cái nhân xưa chúng ta đã tạo, nhân ngày hôm qua, nhân năm ngoái,
nhân cách đây mấy năm, nhân cách đây mấy chục năm, chúng ta đã gieo rồi, hôm nay chúng ta được ngồi đây tụng kinh một cách an lành. Đây là nhân xưa đấy. Nhân hồi xưa chúng ta đã có những cái tâm nguyện, tâm thiện, thì chúng ta mới kết thành cho đến ngày hôm nay. Tức là rằng ai muốn biết nhân xưa hãy xem kết quả bây giờ. Chịu đấy, bây giờ chúng ta tu tập. Quý vị ở đây là chùa Diệu Pháp, quý vị mới an vị tôn tượng Niết Bàn ngày hôm qua. Niết là ban vui, bàn là cứu khổ. Mà tại nơi đây, tại nơi bản tâm, bản tánh vô cầu, vô tự an, trong tâm mình nó an sẵn rồi. Nhưng tại vì mình chạy trên cái tướng, mình cảm thấy nó được và nó mất. Thân này rồi cũng phải mất. Mà trước khi mất này nó bệnh. Trước khi bệnh là nó còn già. Thậm chí những người chưa già ngồi mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Còn chúng ta đã già rồi nhưng mà không bệnh, còn sức khỏe thì chúng ta tranh thủ đừng làm cho mình khổ đau. Chúng ta phải độ chúng sinh này. Mình còn khổ đau thì đừng bao giờ cầu cho ai an cả. Mình muốn cầu cho gia đình mình bình an, gia đình mình, những người chưa học Phật, chưa tụng kinh, chưa nghe Pháp, chưa ngồi thiền, thì người ta bất an thì dễ thông cảm. Chính bản thân mình là người đi chùa bao nhiêu năm, lúc nào cũng mở miệng ra là Phật, lúc nào cũng mở miệng ra là Bồ Tát, lúc nào cũng mở miệng ra là tu đi con. Nhưng bản thân mình tu chưa? Nếu tu thì không có khổ. Tại vì chấp, sợ chấp. Chưa bao giờ làm lợi ích cho chúng sinh. Mà lúc nào cũng nói mình hơn người, lúc nào cũng nói mình giỏi hơn. Chưa. Đi đến chùa tu lúc nào mình cũng dành ở phía trước. Phải chi có những người ở phía sau. Mới tới chùa, tất cả mọi người đều dành ưu ái cho người ấy. Con lên phía trước gần thầy cho có phước con. Con lên phía trước chánh điện đi gần Phật cho có phước con. Lên phía trước dễ nghe con. Con ngồi qua chỗ này này mát nè. Để mình là một người học Phật rồi thì phải hy sinh, phải nhường cái tốt và cái hay cho người mới phải. Con ở đằng này, thầy tiếp khách, hôm nay có khách lạ lạ về thầy tiếp, rồi thầy quên. Thầy nói chung là coi quý vị là những người rút thịt trong nhà. Nhưng mà đi chùa rồi nó cho thầy bữa nay có khách giàu rồi. Thầy coi mình không ra gì. Mình ở đây mấy mươi năm với thầy rồi mà coi như ông có thấy cái người giàu giàu cái là ông bưng bệ người đó, coi mình không ra gì. Cái đây là cái lỗi của chính mình. Tất cả đều do tâm tạo, nhất thiết do tâm tạo. Tại sao thầy tiếp khách mình rót nước mời khách sung sướng không? Thầy ở trên này thầy tiếp khách mình xuống mình nấu cơm, dọn cho khách ăn, trông cho, gọt trái cây, quét dọn. Mình là con của thầy, cần gì thầy phải lo nữa? Mình phải lo cùng với thầy không lo thôi. Tại sao mình cứ đi trách móc hoài? Có không? Phát nguyện sám hối để buông bỏ không? Ai phát nguyện sám hối buông bỏ? Đưa tay lên coi. Rồi, cảm ơn quý vị. Nếu chúng ta buông bỏ là chúng ta đã thay đổi. Thay đổi chúng ta mới có thể là hanh thông. Hanh thông rồi thì các cái chúng sinh trong này nè, chúng sinh vô biên thề nguyện độ tôm, cua, rùa, cá, trâu, dê, vịt, ngựa, heo, bò, gà, chó, mấy bữa bằm chặt, sắt, rang, nướng, xào, nấu, môi, tim, móc, gan, mổ, bụng, chặt, cổi, chỗ lông, nhai, nghiến, nuốt. Trong này ngon. Cái gì ngon? Cái miệng ngon hay là cái vật ngon hay là tư tưởng ngon? Bây giờ chúng nó mất thân, linh hồn nó mất không? Hả? Linh hồn nó mất không? Nó không mất thì linh hồn nó đi đâu đây? Nó nằm trong đây. Hoặc giả là nó đứng bên cạnh, nó chờ cơ hội để nó làm cho mình mệt mỏi lại chứ. Mình đã làm nó, giờ nó làm lại chứ. Mình tu mấy mươi năm nay mà ai mới nói thôi chứ đụng mình. Phải không? Cái này thầy thường nói với quý vị đó. Đến chùa tối sám hối, mới vừa ở trên sám hối là đại từ đại bi thương chúng sinh. Phải không? Mới sám hối mới lại vừa xong ra mà ai lỡ ai đạp cái cẳng mình cái giật cùi chỏ bộ bà đuôi hay sao ạ? Hả? Có không? Trời đất ơi. Như vậy thì
người ta mới đụng mình cái cảng đau tí xíu thôi là mình đã sân hận nổi lên rồi. Huống gì mà mắc mạng. Mắc mạng có chịu không? Không. Ai sinh ra đời để cho người khác lấy xác thịt mình để ăn? Không. Cho nên chỉ có mẹ và bố và mẹ có thể thay cho con quả thận, cho con quả tim, cho cái thân phần này cho con, dành hết cho con. Bởi vì con là hạt châu báu, con là cái vật quý nhất trong cuộc đời, không ai bằng. Đối với chư Phật và Bồ Tát Thánh Hiền, quý vị này, tức là các ngài thương chúng sinh như mẹ hiền thương con đỏ, tức là mới sinh ra còn đỏ lôi lói đấy. Các ngài thương mình hơn mình thương con. Mình là phàm phu mà mình thương con đến mức độ như thế, coi chỉ có tình thương gọi là từ bi đấy. Quý vị đọc thần chú đại bi đấy, tức là đại bi tâm, nhưng mà chưa đại bi cho nên mình khổ. Nếu đại bi thì sẽ giải khổ. Đại bi tức là chúng ta hết khổ, chứ còn không thì để mình cứ giữ trong lòng này hoài, cố chấp hoài. Những cái chúng sinh nó nằm trong đây nè, nó làm cho mình khó chịu, rồi người gần mình cũng khó chịu. Cái này nó không nói tu lâu hay tu mau, nó không nói nam hay nữ, nó không nói tăng hay tục, không nói còn tóc hay cạo đầu, thậm chí như vậy nữa quý vị ạ. Chứ đừng có nói là tu lâu hay tu mau, cái đó đâu quan trọng. Quan trọng là giác ngộ sớm thì khỏe sớm. Giống như ngọn đèn vậy, ở trong một cái ngôi nhà đóng cửa đã từ lâu, màn đêm gián nhện và đủ thứ tối hù tối ôm, nhưng có ngọn đèn bật lên nó sáng thì nó phá tan hết tất cả bóng tối ở trong đó. Nếu giả sử như chúng ta buông xả, giác ngộ buông xả, thì bao nhiêu cái đen tối nó đều bị phá tan. Dầu chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, hay là đời này tu mấy mươi năm, mà nếu không chịu bật đèn cho nó sáng lên, tức là cái trí mình đó không chịu sáng, không chịu học hỏi, thì chúng ta cũng chỉ là đi trong mê thôi, đi trong mờ thôi, đi trong tối thôi. Thì khổ vẫn lai hoàn khổ. Tất cả đều là nhân và quả. Nhân mình tạo, chứ không ai tạo cho mình cả. Ăn rồi mình cứ đòi hỏi hoài mà. Đòi hỏi hoài thì mình chỉ là đứa bé hoài thôi. Thấy cái gì cũng đòi hỏi người khác cho mình, đòi hỏi ở bên ngoài cung cấp cho mình, không thể có được. Tất cả đều do tâm. Đắc tâm chưa các giống, nhờ duyên mầm nảy sanh, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hằng tự thọ. Nếu giả sử như chúng ta mong cầu những cái điều may mắn, những điều lành, những điều thiện, tất nhiên ai cũng có quyền và ai cũng mong muốn. Mà muốn này ở đâu? Phải ở bên ngoài? Không phải. Ở nơi chính tự tâm. Nếu giả sử như cái điều bình an này mà chúng ta cảm nhận được, ví dụ nhường chỗ cho người ngồi trong kinh Pháp Hoa, nhường chỗ cho người ngồi thì liền sau đó sẽ được ghế của vua, ghế của chuyển luân thánh vương, mình cũng được an lành nữa. Còn nếu tranh giành và nhường nhịn, tranh giành khổ hay vui quý vị? Nhường nhịn vui hay khổ? Tại sao chúng ta không tìm niềm vui? Vui là lạc. Mà tại sao chúng ta không tìm đến niềm vui mà chúng ta cứ chui đầu vào cái chỗ khổ không vậy? Chúng ta không chịu bật đèn, tức là trí huệ chúng ta không chịu mở mang cho sáng lên, mà chúng ta cứ lao vào giống như con thiêu thân. Như thế thì bao nhiêu năm cũng là mèo lẫm thôi. Thấy không? Cũng là chó tha mèo lẫm thôi. Bao nhiêu năm dù có tu tập bằng trên hình tướng mà chúng ta không đi thẳng vào nơi nguồn tâm thì nó cũng chỉ là cái ngọn. Chúng ta hãy đi vào trong tận gốc thì chúng ta mới hóa giải được cái nỗi khổ. Cho nên nếu ai đó
chưa chịu giác ngộ thì chúng ta phải gấp rút giác ngộ, bởi vì thời gian nó không, mình không biết ra đi lúc nào. Còn cái thân duy trì trên cuộc đời này và chúng ta còn đang khỏe mạnh thì chúng ta không dạy gì phải lấy cái khổ vào trong trong tâm, mà chúng ta phải có được cái niềm an lạc. Quý vị tụng kinh cảm thấy là hoan hỷ vui vẻ, đây là cái phước báo do chúng ta nhiều đời nhiều kiếp và trong hiện tại nhiều năm về trước chúng ta tranh thủ, chúng ta đã từng khóc, từng chảy nước mắt lúc đi chùa người này cản người kia ngăn, đi chùa nhiều việc nó xảy ra nhưng mà chúng ta vẫn chiến đấu, vẫn cố gắng duy trì cho đến ngày hôm nay. Cho nên cái nhân trước là cái quả hôm nay chúng ta mới ngồi được, đâu dễ gì bình yên, nhưng mà nó mới yên thân thôi. Còn yên tâm kia mới là điều chính. Và tâm an thì vạn sự an, tâm bình là thế giới an bình, phải không các bác? Các bác nghe được không ạ? Cảm ơn các bác. Ở đây thầy nói nơi tâm, bởi vì thầy đã từng đi xe đạp, hồi đó thầy vào thầy tu rồi đấy, thầy đi xe đạp mà hai con mắt thầy nước mắt nó chảy ra, không thấy đường để đi, thầy phải tấp vào lề, thầy lau nước mắt xong rồi thầy đạp đi tiếp. Bởi vì sao? Vì chính mình là người tu nè, vào chùa nè, gõ mõ tụng kinh, cũng làm đủ thứ mà sao còn khổ? Khổ là do chấp, không chịu thông cảm cho người khác, hả? Không có thông. Nhưng mà đã không thông thì chúng ta mới quy y hai ngôi thôi, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tức là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Mà đụng việc là ngại, giao việc là ngại, làm gì cũng ngại. Mà đọc kinh thì ngại, vô quái ngại, vô hữu khủng bố, đọc chỗ nó đọc lớn nữa chứ, hả? À, ngay cái đoạn đó còn đọc lớn nữa chứ. Nhưng khổ vẫn còn khổ là do sự chấp. Chúng ta phải thay đổi ngay. Nếu giả sử như ngày hôm nay, không chỉ riêng quý vị, các vị sơn thần, thủy thần, thổ thần, đất đai địa sở ở đây, thầy cũng nhắc cho quý vị, chúng ta phải buông xả. Chúng ta không có cái gì của ta hết. Có những vị nằm ở nơi đắc địa cả hàng ngàn năm, mấy ngàn năm vẫn còn ở đây. Quý vị phải sớm giác ngộ thì nó có thể thay đổi. Chứ còn không thì chúng ta cứ khổ hoài. Khổ là nghèo khổ. Nghèo là do chăm chấp tâm. Sinh ra ngôi nhà, sinh ra trong nhà nghèo không phải là lỗi. Nhưng chúng ta sống trên cuộc đời từ nhỏ đến lớn, làm ăn thay đổi để cho mình được an vui. Mà không an vui là chúng ta nghèo, nghèo khổ, khổ nơi tâm. Cho nên làm cái gì nó cũng không có thành công. Chúng ta phải thay đổi thôi. Không thay đổi thì nó cứ nghèo mãi. Như cái bản nhạc vậy đó: tôi sinh ra mang được hai tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay, lớn lên còn nghèo. Không đổi thay thì nghèo phải chứ, còn đổi thay thì nó phải giàu, phải không quý vị ạ? Ôi trời, nó rõ ràng ràng vậy. Cảm ơn quý vị. Chứ sao nữa, không đổi thai thì lớn lên còn nghèo, còn quý vị đổi thai thì nó gấp rút là nó phải chuyển thành giàu. Có giàu đấy là giàu pháp, người ta không có cái gì cả, nhưng có tấm lòng thôi. Quý thầy đâu có cái gì đâu, có cái lòng này thôi, chia sẻ cho với quý vị. Đi đâu họ không biết mình có hay không có, nhưng mà thầy đi đâu, vốn thầy ở đâu, vốn thầy ở trong pháp giới này, thầy gửi pháp giới này rồi, đi lên có cái chú gì đó đón đưa ngủ ăn, quý vị dám cho thầy đói không? Đâu làm sao dám được. Con nói vậy chứ nghèo chứ cũng có củ khoai hay là củ mì gì cho thầy ăn, hoặc giả là con ăn mì ăn khoai, thầy lâu lâu thầy tới cũng nhường chén cơm thầy ăn chứ dám bỏ thầy đói đâu. Cho nên mình đâu có sợ à. Ngày hôm nay quý vị là con nhà Phật, quý vị đang ở cực lạc. Nếu chúng ta tu trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, có cái nguyện gọi là nguyện thứ ba: hóa ra vật thực nhiều thứ ngon, khỏi phải tìm cầu, dùng xong vật dụng liền thâu, không cần phải rửa phải lau nhọc nhằn. Quý vị tu một ngày đâu có ai nấu đâu, mà có mấy người nấu dưới đó. Thấy chưa, có mấy người gì nấu dưới rồi họ phát nguyện họ nấu phục vụ chúng sinh, là cúng dường chư Phật hồi sáng thầy xuống thầy thăm, thầy chúc phúc cho quý vị đó. Nấu ăn phải gửi cái lòng thanh tịnh vào,
làm tất cả các việc đều làm cho mình, không làm cho ai cả. Tức là thầy xuống thầy nói là bố mẹ nấu cho con ăn đây, hả? Chứ sao nữa, ba mẹ là luôn luôn chăm sóc cho con, muốn cho con tu học một cách an lạc nhẹ nhàng. Tu học cái gì đây? Đâu phải là lên tụng kinh xong cái lên, không phải. Tu học tức là mình chuyển hóa nơi nội tâm, giác ngộ được nơi nơi tâm thì chúng ta mới hưởng được cái quả lành. Ngày hôm nay mà quý vị tu nhiều ngày, thực sự quý vị phát nguyện tu một 3 ngày, các thầy cũng cho quý vị ở trên chánh điện tu 3 ngày, không cho làm gì cả, quý vị chỉ việc tu thôi. Tu 7 ngày quý vị sẽ được 7 ngày an lạc, không cần phải phải xuống bếp nấu ăn đâu. Nhưng chúng ta tu tức là chúng ta lắng nghe, học hỏi hiểu rồi đi đến thực hành, nó có được cái niềm an lạc đấy, chứ không phải bình thường đâu. Thầy nói đây, ai giác ngộ được ngày hôm nay thì nghiệp tự nó rụng rồi quý vị, cộng thêm cái phát nguyện nữa thì quý vị phải hóa giải, bởi vì còn ngắn ngủi trên cuộc đời. Thầy trò chúng ta gặp nhau, thầy từ ở dưới đi lên đây rồi là đi xuyên suốt ban đêm, đi cái đường rất là khó. Quý vị ở đây đi thì nó dễ rồi, bởi vì cái việc quý vị phải đi, còn quý thầy lâu lâu mới đi về cái vùng này thì thật sự ra là đi đến với quý vị khó lắm ấy, chẳng phải nhưng mà đến để chi? Để mong cho quý vị được tu học, được có cái giác ngộ, được nhẹ nhàng thanh thản. Thầy đến đây giống như thăm thân bằng quyến thuộc, thăm cha thăm mẹ, thăm ông thăm bà, thăm anh thăm chị của thầy trong quá khứ, mà ngày hôm nay gặp lại thấy quý vị còn khổ, thầy nỡ nào quý vị có thể khổ, có dám để con quý vị khổ không, hả? Thà mình chịu rách nhưng để cho con mình ấm và lành, thà mình nhịn đói nhưng mà để cho con mình nó ấm lòng, phải không? Cảm ơn quý vị, cho nên quý vị đâu có dám để con quý vị đói đâu có dám để thầy đói, phải không? Nếu chúng ta xem nhau như thân bằng quyến thuộc, cái tình thương đó đối với tất cả mọi người giống như thương con, tình thương đó thì giống như thương con, cái sự cung kính đó thì giống như ba và mẹ. Ở đây ứng dụng vào cuộc đời thì chúng ta hưởng nhân quả, chúng ta vui lắm lắm. Cực thì như nhau, thầy nói với hai vợ chồng của chú Nghị là Pháp Trí đó, hồi sáng với Từ Tâm, là trong cuộc sống mình đã cảm nhận được rồi cái sự an lạc rồi, mình chuyển cho người khác cái sự an lạc đó, mình phục vụ, mình phụng sự hay không thôi, đừng có đòi hỏi. Đòi thì giống như con nít, mình không lẽ mình nhỏ hoài sao? Mình phải có cái tâm mở rộng ra để chia sẻ cho người khác nữa chứ, mình phải lớn chứ, chẳng lẽ bé bé hoài, nhỏ hoài. Nhỏ là đòi hỏi, còn lớn tức là biết buông xả, biết bố thí, biết cúng dường, biết cho ra. Ngay đây mới gọi là những người đủ lớn. Còn không thì mình cứ bé bé giống như những đứa trẻ, đòi cái này đòi cái kia. Nhưng quý vị đâu bao giờ để cho con mình nó thiếu thốn đâu, đâu để cho con mình nó đói rách đâu. Nhưng mà nó chạy ra bên ngoài, nó đua đòi với bạn bè, nó đòi cái này đòi cái kia, đòi điện thoại, đòi xe đạp, rồi đòi đủ thứ hết, đòi xe Honda. Xe Honda vừa vừa đủ đi, nó chưa, nó đòi cái nữa thì nó chỉ có khổ thôi. Còn quý vị đã cung cấp cho nó đủ rồi, cơm áo gạo tiền dép mũ tập vở tiền học đóng hết rồi. Chúng ta cũng vậy, chúng ta là con ngoan của chư Phật thì quý vị đừng có lo gì cả. Đã là con ngoan của Phật, quý vị tin Phật, con Phật là Phật lo. Mình phát nguyện về đây, bao nhiêu người, cả nhà quý vị về đây cùng với thầy ở đây, thầy vẫn ăn bữa cơm đạm bạc, thầy trò cùng vui. Chuyện gì phải lo? Tại vì mình lo, mình đòi, mà đòi đâu có được đâu quý vị, đâu phải muốn mà được đâu. Trên pháp giới này nhân và quả nó đã có sẵn rồi. Người này muốn như người kia không được, người kia muốn như người nọ không được, bởi vì cái nhân và cái quả. Chỉ có bây giờ chúng ta cảm nhận được Phật Pháp thì chúng ta tiến tu. Tu là gì?
tu là bỏ ác làm lành. Việc gì ác, việc gì lành, việc gì suy nghĩ, tư duy mà nó cảm thấy bất an, đây là điều ác. Việc gì suy nghĩ, tư duy đem lợi ích cho người, lợi ích cho mình, đây à, và nó cảm thấy rằng trong lòng mình nghĩ tới người nào tốt thì mình vui, đây, nghĩ tới điều mà làm cho mình vui, đây là điều thiện. Cho nên bỏ ác làm lành thì luôn luôn nghĩ người tốt, chỉ có mình là phàm phu tục tử, còn toàn bộ tất cả mọi người đều là Bồ Tát Thánh Hiền. Chúng ta cung kính ngay đây là chúng ta có được niềm an lạc và có được niềm hạnh phúc. Ở ngoài đời gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Là not unhappy, không có khổ đau, là hạnh phúc. Ngồi dưới đất cũng vui, ngồi ở đâu cũng vui cả. Ngồi ở đâu chúng ta cũng ngồi trên hoa sen. Hoa sen tức là gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Cho nên chư Bồ Tát chư Phật ai cũng ngồi trên hoa sen là như vậy. Giữa cuộc đời uế trượt ô nhiễm, nhưng mà quý vị không nhiễm. Quý vị đến chùa ăn đạm bạc những ngày như thế này, tu tập một ngày là không có mơ hồ, không có mong ước cái gì cả, thì ngay đây là quý vị đang ngồi trên hoa sen. Nghe hiểu không ạ? Cảm ơn quý vị. Hiểu nhưng mà phải phát nguyện thực hành đấy, chứ không phải ngay thầy nói hay quá, hay cái miệng của thầy thôi, hay cái chỗ này, nhưng mà thầy cố gắng thầy tìm những cái gì quý vị đã qua rồi. Ví dụ nguyện đem lòng gì hả? Nguyện đem lòng thành thành kính, gợi theo đám mây hương, phượng phân gấm mười phương, cúng dường ngôi tam bao. Phải vậy không? Chứ có ai nói là nguyện đem nải chuối không? Nguyện đem bó hoa không? Không, nguyện đem lòng thành kính, không phải. Nguyện đem 500 không phải. Nguyện đem 1 triệu không phải. À, nhưng mà nguyện đem lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, phản phất khắp mười phương, cúng dường ngôi tam bảo. Cái lòng thành kính này nè, tiên học lễ, hậu học văn. Đó là tiên học lễ, tức là lễ kính. Nhất giả lễ, lễ kính chư Phật. Cái lòng cung kính này, chúng ta đi bất cứ nơi đâu, gọi là mười phương đấy. Cúng dường chư Phật là đi bất cứ nơi đâu, dầu ở biển cả, sông ngòi, kinh rạch, đường xá, rẫy nương, đồng ruộng, phố chợ, chúng ta cũng đều cung kính ngày đây. Cung kính người thì mình vui, mà miệt thị chê bai người thì mình khổ. Ai biết cái chân lý này không? Phải vậy không? Kính người là vui, mà miệt thị chê bai người là khổ, phải không? Như vậy thì phát nguyện rằng từ nay về sau cung kính để được vui, hay là miệt thị để khổ? Ai phát nguyện cung kính người để được vui, giơ tay lên coi. À rồi, cảm ơn quý vị. Còn ai muốn chê bai người để khổ? À không có. Như vậy à, cảm ơn quý vị. Quý vị cảm nhận ra được rồi. À như vậy là kỳ này là chúng ta đều kính. Kính người là kính Phật, bởi vì tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật. Thầy thấy cái bảng rất là lớn ở trước cái Đức Phật Niết Bàn kia. Tất cả chúng sinh đều có đều sẽ thành Phật. Cung kính người tức là cung kính Phật, mà giận người, ghét người là mình chê Phật. Chê Phật thì bắt phước. À, ngay đây là mình nhân và quả. Giận người vui hay khổ? À, buồn người khổ hay vui? À, ích kỷ nhỏ mọn, hẹp hòi, vui hay khổ? À, mình làm những bài toán này để ta trồng cái nhân chứ. Đâu có dạy gì trồng cái nhân khổ. Phải không? Ta trồng là trồng coi như là trồng bồ đề không trồng thôi, chứ trồng gai gốc, trồng mắt mèo mắt ó làm gì? Phải không? À, cho nên là giận người là mệt nè. À, ghét người là mệt nè. Giận người, ghét người, buồn người là mệt mình, cho nên không điên gì. Mình đã phát nguyện rồi, viễn ly điên đảo mộng tưởng, mới có được cái tượng Niết Bàn. Mới đến nước vàng. Niết Bàn là ta xa lìa điên đảo mộng tưởng, do cái tưởng này mà lên đây. Mà chúng ta đã phát nguyện rồi. Quý vị đọc, có đọc đoạn đó ở đâu ạ? Đoạn viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn, đoạn đó ở đâu, kinh nào ạ? Hả? À, kinh nào cô? À, Bát Nhã. À, đã phát nguyện Bát Nhã là vô quái ngại, vô quái ngại, vô hữu khủng bố.
nó mà đụng việc cái là ngại, cho nên ngại là mệt. Còn mình thông suốt á thì nó sẽ gọi là chúng ta được an vui. Như thế thì nhân chúng ta trồng bằng nơi tâm chứ không phải trồng bằng thân. Nếu trồng bằng thân mà tâm chưa trồng thì cái này nó còn đắc tội nhiều hơn. Ví dụ mình giả vờ nói nơi cửa miệng và đóng kịch tu theo cái kiểu để cho người khác thấy, đây là giả. Còn tu trên nơi chính mình, tu nơi bản tâm, tu nơi chính mình, tu để làm cho mình được an vui, thì đây là chúng ta mới thực sự trồng cái quả lành. Đó là rằng ai muốn biết nhân xưa hãy xem kết quả bây giờ, chịu đây. Ai đi chùa mỗi một ngày, hàng ngày luôn luôn khuôn mặt mình thay đổi, có tư duy, có phát nguyện, niệm như vậy là niệm Phật. Miệng Nam Mô A Di Đà Phật mà tâm mình chưa có A Di Đà Phật, tâm mình chưa mở rộng, cánh cửa này còn đóng chặt lắm, cửa chùa chưa mở rộng. Cửa chùa là cửa lòng, hiểu không ạ? Hả? À, vỗ tay thì đừng có để đau tay nha. Vỗ tay mà đừng đau tay, vỗ tay cảm thấy hấp dẫn quá mà về phát nguyện làm để cho mình vui, à không, để thỉnh Phật trụ thế chuyển pháp luôn. Tới chùa sạc pin nè, sạc cái điện thoại này nè, sạc cái pin này nè cho nó đầy, về nhà mình chia sẻ, mình về nhà giao tiếp với người này, nói chuyện với người kia, tiếp xúc với người nọ để cho tâm hồn mình nó an vui. Mình truyền cái an vui. Quý thầy ở chùa nó có một mình quý thầy à? Chính quý vị là Phật tử, là con Phật, quý vị mới là người hoằng pháp. Quý vị không hoằng pháp bằng miệng giống như các thầy, nhưng quý vị cũng có thể nói ra những lời ái ngữ, những lời yêu thương bằng tâm chứ không phải là bằng cửa khẩu. Nếu giả sử như mà chúng ta chỉ nói trên cửa khẩu mà tâm mình chưa có đủ cái lòng từ bi thì ngay đây là chúng ta đã gieo cái chủng tử ác. Còn nếu từ tâm mà nảy sinh, chúng ta nói ra cái gì hiểu biết và tâm chúng ta như thế nào chúng ta nói ra như thế ấy, thì nay cái này là quý vị sẽ sanh phước báo dữ lắm, không thể nào kể hết. Trước hết là mình an vui. Mình an vui rồi, gia đình mình, những người thân ở chung quanh mình, họ đều thấy thấy cái người này tu hay quá, họ cố gắng, họ tu giống như mình, họ phát nguyện, họ tu giống như mình. Chứ còn không thì quý vị mới đi chùa ngày, đi chùa đêm, đi tụng kinh, bái sám, nhưng mà về cái khổ này vẫn còn, thì quý vị tự lấy, gọi là lấy lọ bôi lên mặt Phật đấy, chứ không phải là đơn giản đâu. Ai hiểu được như vậy thì người đó bắt đầu sanh phước, phát nguyện nữa thì phước báo nó càng lớn hơn. Hiểu không? Phát nguyện không? Hả? Đó, như vậy thì không những riêng cá nhân quý vị hiểu thông cảm rồi, chuyển hóa chúng sinh vô biên thề nguyện độ. Chúng sinh đâu này, nó hoan hỷ nè, nó buông xả nè. Hồi sáng đây thầy mới cùng với chú Nghị là pháp trí đó phóng sinh. Chú trước đây chú mua mấy con chim về chú để cho nó hót cho hay. Hồi sáng đây thầy mới nói chuyện với chú á, tức là có những người trên cuộc đời này chúng ta đã từng đọc qua những cái bài báo, nó bị tù 17, 18 năm mới nó oan. Rồi hồi đó họ thả ra cũng thôi chứ sao nữa. Cần 30 tuổi mà ở tù 17 năm nữa thành 50 mấy, 40 mấy năm gần già rồi ở tù rồi. Héo úa nữa, tôi ra kêu oan ai? Nó nói như vậy rồi có những người nó oan cho chú này cũng lên báo vậy thôi. Nhưng mà tại sao, nguyên nhân tại sao? Nguyên nhân là mình cũng nhốt chim nhốt cá để chơi vậy á. Có phải con chim con cá nó ở tù không ạ? Hả? Thì làm sao kêu oan được. Cho nên cái nhân và cái quả trên cuộc đời này, cái gì xảy ra trên cuộc đời cũng đều là nhân quả. Cho nên rằng ai muốn biết nhân xưa hãy xem cái quả bây giờ, chịu đây. May mắn thay rằng chú gặp được chư tăng, chú cung kính, chú làm như thế nào đó mong được phục vụ, phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Quý vị thấy cái băng rôn này ở đâu chưa? Thường để trong các cái cuộc lễ đó, có thấy không? Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Nếu chúng ta cảm nhận được thì chúng ta chẳng cần treo băng rôn. Nhưng mà chúng ta nhớ thì chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng đem cái lòng này ra, trải cái lòng này ra,
Những người đó là những người giàu đó quý vị. Giàu lòng thương yêu tức là từ bi. Thương yêu là từ bi. Giàu lòng bố thí. Có những người có cái gì cho cái nấy, có gì chia sẻ cái nấy. Và thấy người khổ cái gì, mình ra tay mình giúp đỡ, không phân biệt đó là cái con người ác hay là người thiện. À, mà họ tới họ xin cho, sau đó mình phát hiện ra người ta họ làm tầm bậy thì mình có thể không cho nữa thì không sao. Nhưng mà buổi ban đầu mà mình sinh tâm nghi ngờ đó thì không được. Nghi ngờ là mệt mình, phải không? Cho nên chúng ta làm bài toán này: ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi, phân biệt, chia cắt, găm gút, tật đố. Khổ hay vui? Khổ thì phát nguyện từ nay đừng làm cái điều khổ nữa, đừng có gieo cái nhân khổ nữa. Để rồi gieo nhân một nhưng mà hưởng ra không thể nào nói hết được, phải không? Còn tha thứ nè, nhường nhịn nè, chia sẻ nè, đùm bọc. Khổ hay vui? Vui thì từ nay về sau ai phát nguyện làm điều vui? Giơ tay lên coi. À rồi, giơ tay nguyên như vậy để thầy nè. Tha thứ nè, nhường nhịn nè, chia sẻ nè, đùm bọc nè, hoan hỷ nè, à vui vẻ với tất cả mọi người. Thì ngay đây là chúng ta đang ở kế với Ngài A-di-đà. Đó là đang ở cực lạc. Cực thì như nhau. Thầy đi từ ban đêm, rồi đi trên cái đường này nó xấu, ai cũng cực như nhau. Làm việc cũng vậy. Quý vị làm việc bằng tay chân, người khác làm việc bằng đầu óc cũng như thế. Cũng là khổ, là cực thôi. Nhưng mà khổ hay vui là do cái sự cảm nhận của con người. Ai biết tu, ai biết sửa, tức là người đó tự tự hưởng cái quả vui. Mà cực mà vui gọi là cực lạc, chứ đâu có phải chỗ nào khác đâu. Cực lạc tại cái chùa Diệu Pháp này nè, tại nơi nơi tâm. Hiểu không ạ? Cực mà vui gọi là cực lạc, cực kỳ an lạc, đó là cực lạc. Chứ đâu có phải cực lạc là ở chỗ nào. Nó tất cả chỗ nào cũng như thế thôi. Chỗ nào gọi là đi đứng nằm ngồi, ăn ngủ nghỉ, gọi là chúng ta đều trải cái lòng này ra sống với tất cả mọi người, không phân biệt, tức là gọi là vô biên. Không phân biệt là người miền nào, không phân biệt là người đồng bào hay là người Kinh. Không phân biệt, đây gọi là vô biên, không bên bờ, không phân biệt thôn quê hay thành thị, mà đều nói cái này như nhau. Thầy, các thầy, các vị hướng dẫn, các vị hướng dẫn quý Phật tử tu, mong rằng quý vị tu được để giải khổ được là quý thầy vui rồi. Giống như quý vị, con quý vị, đứa lớn hay đứa nhỏ, đứa lớn biết chăm sóc đứa nhỏ biết thương yêu đứa lớn, thì quý vị vui lắm lần. Đó là gọi là cúng dường. Nếu ai làm được cái điều làm cho mình vui là chư Phật mười phương đều tán thán. Đi đến đâu các ngài cũng hoan hỷ, các ngài cũng gia trì. Cần cái gì? Chưa cần là đã có rồi. Chỉ tác lên một niệm gửi vào pháp giới này là các ngài đã cung cấp rồi. Còn nếu ai mà sống đem cái tâm nhỏ mọn, hẹp hòi ích kỷ, thì lần sau xin người ta còn không cho nữa. Chứ đừng có bảo rằng bạn bè, hoặc giả là quý vị đã từng chơi với nhiều người rồi, ai có cái tâm mà nhỏ mọn ích kỷ đó, ở gần quý vị, quý vị cảm thấy là nóng bức, khó chịu. Còn ai có cái tâm mà rộng mở đó, vui vẻ đó, quý vị chị đi đâu kéo em đi với nha, phải không? Còn cái người kia đó, người mà ích kỷ nhỏ mọn, nó bao mình đi, mình cũng không đi nữa, tôi bận rồi. Dầu ở không mình cũng cũng nói tôi bận rồi, tôi không đi. Bởi đi với những con người đó cảm thấy khó chịu, giống như ở địa ngục, ta ở nhà ta sướng hơn, phải không? Có hiểu không mấy bác này? Cảm ơn quý vị. Hiểu để thực hành. Hồi nãy thì thấy nó im im, bây giờ thấy những nụ cười tươi như thế thì thầy biết đã rụng nghiệp rồi đó. Và oan gia trái chủ nó nằm trong này nè, nó chuẩn bị trở thành vi trùng nè, vi khuẩn nè, nó đục nó khoét làm cho ung thư này ung thư kia. Nhưng mà bây giờ nó nghe được, nó phát nguyện thôi, ở trong ông này mệt quá, nhưng nghe thầy nói như vậy ở trong này mệt, mình mệt rồi người khác mệt nữa, chấp người là mệt, dặn người là mệt, cho nó thôi buông đi, ai dặn mình họ khổ họ chịu,
Ha? Còn khi mình đã ra tay, mình đã đến cái lòng, đem cái lòng tình thương đối với họ, thì ngay đây là mình vui. Cho nên làm tất cả cái gì trên cuộc đời này không phải làm cho ai đâu, làm cho mình vui, tức là làm cho mình đấy. Mình tưởng rằng hồi hôm thầy có nói chuyện, tất nhiên là thầy trí ân người là mình vui, còn mình là không biết trí ân, có người không biết ân biết nghĩa thì không đem lại cái kết quả mỹ mãn, mà người biết trí ân thì người đó sẽ được cái ân nghĩa nó đến với mình. Giống như là đi với chú tài xế hồi hôm á, thầy nói là chú hoan hỷ, chú vui vẻ, chú đón thầy. Mà đón thầy chú vui không? Vui. Như vậy là chú làm việc cho chú. Nhân, tức là chú đi đón thầy là cái duyên. Cái duyên được đi đón thầy là chú vui. Đây là chú làm, chú cảm thấy là làm mà mình vui. Là chúng ta có được cái quả này ta gửi vào trong pháp giới rồi. Chờ hoặc không chờ, tới ngày nó sẽ trổ quả làm cho mình vui. Hả? Có những người đi trên đường, người khác họ cần cầu cái việc họ xin đi nhờ là không cho đi, thì làm sao ai giao xe cho mà đi. Thầy thường ví dụ với các đạo tràng, mình có bực bịch kẹo, đưa cho con, đưa cho cháu, bảo chia cho anh em ăn với con, chia cho mấy đứa ăn với. Nó không chia, nó đem nó giữ bo một mình nó làm đứa lớn khóc, đứa nhỏ méo. Như thế thì quý vị là người giao cái bịch kẹo hay giao cái gì đó, cái tài sản gì đó, quý vị xử lý như thế nào? Ai xử lý như thế nào? Hả? Sao? Ai nói? Một người nói thử coi. Rồi nói thử coi, đứng lên nói. Lấy lại phải không? Đúng rồi. Rồi cảm ơn, cho một tràng pháo tay đi. Rất là hay, đúng rồi. Quý vị có tán thán điều đó không? Còn nếu giả sử như giao cho bịch kẹo đứa kia, nó đem nó chia hết, chưa kịp nói là nó đem chia hết, để chia hàng xóm láng giềng, nó không có ăn, thì quý vị sao? Xử lý sao? Cho cô xử lý luôn, đứng lên. Là theo cô xử lý sao? Giờ nó không có ăn đây. Thì bây giờ cô là người làm cha làm mẹ cô sao? Nó không có ăn. Bây giờ nó chia cho mọi người ăn hết, nó không có ăn sao? Đúng rồi, cho một tràng pháo tay. Quý vị thấy không? Trên cuộc đời này đó, trời ơi, cái bài pháp nó rõ ràng như vậy, nhân và quả nó sờ. Thì chúng ta đừng bao giờ tính toán gì cả. Phải không? Có phục vụ thì mình giống như nước trong rumine đó. Mình càng dặn thì nó càng chảy ra nước mới, nước tốt, nước đẹp. Để cho mình dùng. Nước ở dưới giếng mình càng múc cho người khác múc nữa, cho hàng xóm láng giềng đều tới múc, thì nó càng ngày càng ra nước sạch mình uống. Tài sản trong pháp giới này cũng như thế. Nếu chúng ta có của mà chúng ta ích kỷ, có xe mà người ta xin đi hoặc mình không đi, mình không cho đi, thì sau này thu lại. Có tài sản người ta họ sẽ thu lại, giống như bịch kẹo, nó không chia cho mọi người ăn thì thu lại để bố mẹ chia. Còn nếu giả sử như mình chia hết không có ăn thì ở trên sẽ giao cái khác cho mình ăn, giống như bố mẹ xử lý hồi nãy. Quý vị đồng ý với cái người bạn đồng tu của mình, tức là nó chia cho hàng xóm láng giềng, nó chia cho anh em, nó chia hàng xóm láng giềng, nó không có ăn thì mình phải sắm cái khác cho nó ăn, mình đâu có để cho nó thiệt thòi đâu, đúng không? Thì giả sử như trên cuộc đời này, như hồi hôm á thầy kể những cái pháp của thầy là pháp thực tế, kinh là kinh nghiệm sự sống. Mình chia hết rồi ở trên sẽ giao cho mình. Thậm chí quý Phật tử nghiệm lại cuộc đời của mình, đâu làm gì ra tiền đâu, giờ lớn tuổi rồi thì đi ra làm vườn làm đồ thì cũng không có được nhiêu tiền hết, nhưng mà tới hồi mỗi lần chùa có lễ cũng có để cúng dường chứ, ít nhiều cũng có cúng dường. Không biết quý vị có cảm nhận điều này không biết hả? Có không hả? Nó sung sướng như vậy đó. Không biết ở đâu nữa mà mình cũng chẳng, thật sự mình mới nghĩ rằng không biết chuẩn bị mai có lễ đây mà không biết sao, rồi tự nhiên cũng có tiền đi cúng dường, nó vui mới lạ chứ.
Cho nên thầy đâu còn một hơi thở, còn một giờ phút được sống, thì chúng ta hãy làm cho chúng sinh này nó vui, làm tất cả những việc công đức bằng tâm. Công đức là bằng tâm, phước đức là bằng thân. Mà từ công đức nó sản sinh ra phước đức, từ tâm mình thiện lành thì trên pháp giới này đều nhìn thấy rót của xuống cho mình. Đó tức là những bịch kẹo, đó là tài sản mà mình được nắm giữ, tức là ở trên sẽ sẵn sàng giao cho mình, à, để cho mình có, mình chia sẻ. Cái việc mà Diêm La Vương đó, thầy thường kể cho Phật tử đó, ở đây chưa nghe thầy kể. 49 ngày đến ngày định nghiệp bắt đầu, Diêm La Vương bảo Hắc Bạch Vô Thường hãy đem hai cái anh mà hôm trước đó, cách đây 48 ngày lên xét xử. Này anh A, bây giờ đã đến giờ, ngày mai anh và tôi chia tay, và tôi to cho anh tội nguyện theo ý anh. Anh muốn gì tôi cho anh tội nguyện. Thì anh A bảo rằng: thứ Diêm La Vương, con không biết cái gì hết, Diêm La Vương cho cái gì thì con nhận cái ấy. Bây giờ tôi nói với anh là tôi sẽ cho anh tội nguyện, bây giờ anh muốn gì, và thưa Diêm La Vương, thì ai cho cái gì con nhận cái đấy. Ai cho cái gì con nhận cái đấy, con không biết. Con là như vậy đó. Một lần nữa sự bắt quá tam, và một lần nữa anh kết duyên. Bây giờ tôi hỏi anh lần nữa, anh muốn gì, và thưa Diêm La Vương, trước sau Diêm La Vương có hỏi con 10 câu, con cũng nói là con cho gì con nhận nấy. Thôi được rồi, đứng qua bên. Ai Hắc Bạch Vô Thường kêu anh B ra: này anh B, anh đã nghe anh A trả lời rồi đấy, bây giờ anh muốn gì? Dạ thưa Diêm La Vương, nếu con có, con sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người. Anh nói lại: tôi cho anh được quyền, và tôi sẽ cho anh tội nguyện như tâm ước muốn của anh. Anh đã nghe anh A trả lời rồi, đến lượt anh. Anh muốn gì? Dạ thưa Diêm La Vương, con muốn có cái gì để con cho tất cả mọi người thiếu thốn, mọi người khó khăn, kể cả nơi tâm. Tôi cho anh một lần nữa. Dạ thưa Diêm La Vương, Diêm La Vương có hỏi 100 câu con cũng muốn. Nếu giả sử như con có, con sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người. Được rồi, Hắc Bạch Vô Thường, hãy đưa những người này, và đưa những cái tâm nguyện những người này, ai muốn nhận đưa về làm con trong nhà ăn mày, ai muốn cho đưa về làm con của quan quyền hoặc nhà giàu có, để có mà cho mà ban phát. Quý vị nghe hiểu không ạ? Bây giờ thầy hỏi quý vị muốn nhận hay muốn cho? Hả? Tới lượt thầy hỏi quý vị muốn nhận hay muốn cho? Như vậy thì từ nay về sau đừng bao giờ chấp trong tâm nữa nha, cho hết nhau. Cho tức là hỷ xả, hoan hỷ để xả bỏ tất cả những cái gì, dầu nó là ác hay thiện gì, đừng giữ trong tâm này, giữ lại cái điều thiện. Còn bao nhiêu cái nghiệp gì mình buông xả, mình mới gọi là cho mình được cái niềm an vui và hạnh phúc đích thực ở nơi chính mình. Như vậy thì quý vị ngay đây, ngay nơi tâm mình vui rồi, có để cho là rất là vui. Cái này thầy thường nói thực tế. Hôm trước lâu, cách đây mấy năm, thầy về làm cái đám 49 ngày cho cái chú Phật tử. Tôi có hai đứa con ở trong Sài Gòn, nó mới xuống nó thăm thầy ngày hôm qua. Thì cái thằng em á, nó tới nó mượn tiền. Nó nói: mày ăn rồi mày mượn hoài, mày chưa trả mày mượn hoài. Thầy mới nói là: giờ con muốn có để cho mượn, hay là con muốn không có để đi mượn người ta? Nó nói là: dạ con muốn có để cho mượn. Như vậy thì thôi chứ than gì, mình có mình cho nó mượn. Còn nó mượn là tất nhiên là phải nợ. Kể cả quý thầy ở chùa thí chủ một hột gạo lớn bằng núi Tu Di, nếu không tu giải thoát, măng long đội sừng trả, không phải duyên cớ mà măng long hoặc đội sừng để kéo cài kéo bừa để làm niềm vui cho những người khác đâu quý vị. Ai phát nguyện làm chim, ai phát nguyện làm cá, ai phát nguyện làm bò, ai phát nguyện làm trâu, ai phát nguyện làm con này con kia. Nếu giả sử như trên cuộc đời này tu tập mà không độ được
thì sau này cũng làm con ca để độ cho chúng sinh miếng. Độ đi, phải không? Quý vị thường hay là thính tài độ, rồi nếu thầy độ, quý vị cũng là những người xuất gia một ngày một đêm thanh tịnh, thọ bát mà mình không có lo chuyển hóa cái nghiệp này thì sau này cũng làm con cá để ngồi trên bàn, ngồi trên cái dĩa để độ người ta miếng. Hiểu không ạ? Trời sung sướng. Trời, nó vui như thế đó mà nó sờ sờ trước mắt nó, nên rằng ai muốn biết nhân xưa hãy xem kết quả bây giờ chịu đây. Bây giờ thầy thấy quý vị vui, thầy cũng vui lây nữa. Đó là quý vị đang cầu an cho thầy đấy. Cầu an là như thế. À, cầu an tức là luôn luôn muốn mình được bình an. Bình an này đâu phải có cái gì đâu, ở nơi tâm này nè. À, nơi tâm mình an thì thế giới bình an. Mình luôn luôn hoan hỷ vui vẻ, tha thứ nhường nhịn thì đi đến chỗ nào cũng an cả. Gọi là đêm nguyện, mới gọi là nguyện đem công đức này chứ, phải không? Chứ không lại mình chắc mắc người ta, mình giận người ta mà bảo đem công đức gì. Nói là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, mà ta đã bình an rồi thì ta nghĩ tới ai, người đó chắc chắn là an. Cho nên tại sao chư Phật chỉ cần phán này các tỳ kheo thì người đó liền rụng hết tất cả cái tóc. Ngày xưa đó, hướng đến người thì người vui, hướng đến người là người an. Hồi hướng cho cha thì cha vui, hồi hướng cho mẹ, mẹ an. Hồi hướng cho chồng thì chồng hạnh phúc. Hồi hướng cho con thì con cảm thấy rằng an lành. Hồi hướng đến chỗ nào thì chỗ đó sẽ được an vui. Như vậy mới gọi là nguyện đem công đức này. Công đức gì đây? Công đức tu tập được. Tu tập như thế nào? Sao gọi là tu? Tu tức là để mình giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát cái gì trói mình. Giải thoát cái gì trói? Cái thói quen. Thói quen gì? Quen giận, quen hờn, quen chấp, quen đồ đó. À, là chấp. Bây giờ chúng ta mở ra, chúng ta buông bỏ ra, cởi mở ra để giải thoát. Bấy lâu nay giam hãm ở trong này, yêu ma quỷ quái trong này nè, nhốt hăng ma ổ quỷ trong này nè, nhốt tôm cua rùa cá trong này, không cho nó ra. Bây giờ cùng với thầy phóng sinh nhau. Phán nguyện phóng sinh không? Phóng các loài này ra, phóng những cái tư tưởng ích kỷ nhỏ mọn hẹp hòi phân biệt chia cắt nó ra. Chăn dữ là chó, à không, mơ cao là chim, mưu sâu là cá, bươi móc là gà, hả? Những cái tâm niệm đó bây giờ phóng sinh không à? Hả? Phát nguyện phóng sinh không? Trong tư tưởng này ta phóng đi, phóng những cái tư tưởng nó ra, gọi là phóng sinh. Thì phóng nó ra rồi giải thoát nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng không? Pháp đi. Phóng sinh nhẹ nhàng không? Pháp trí là phóng sinh con chim ở bên ngoài. Còn quý vị phóng sinh những cái tâm niệm này. Chúng ta phải cầu cho các loài yêu ma quỷ quái bấy lâu nay nhốt ở trong này nè. Chứ quý vị tưởng không đâu. Hả? Người ta mới nói quỷ cái là cái gì, nanh vút bắt đầu thè ra, giận hờn mắt, mắt này tóe lửa ra, muốn đốt người ta. Rồi bây giờ nó mình quỷ mà nó nói quỷ mình không phải quỷ thôi. Ta là Phật rồi. Thấy nhân lấy quả chưa? Sướng sướng không? Như vậy nó nói mình cái bảo cái đồ quỷ, nhưng mà mình không phải quỷ thôi. Bữa nay quỷ tu thành Phật, Phật là quỷ tu thành, Phật là ma tu thành. Chứ đâu phải Phật là cái ông ngồi ở trên để cho người khác lễ lại đâu. Ai mà muốn ngồi trên người khác lễ lại này là nó cầu. Bởi vì nó không có nó mới cầu, phải không? Còn hữu xả tự nhiên hương. Mọi người kính quý là do cái tâm, cái hạnh của mình. Tại sao có cô chúng trưởng lúc nào cũng hoan hỷ, cũng vui vẻ, đi đến mà không có cô buồn lắm, phải vậy không quý vị? Đi đến mà không có cô chúng trưởng dẫn chúng buồn không? Như vậy thôi. Đó là do cái lòng của cổ. Nhưng mà lòng của cổ như thế nào? Trước đây không phải là ngẫu nhiên mà ngày hôm nay chúng ta ngồi một cách bình yên, hoặc nhiều ngày bình yên đâu quý vị. Mình cũng đã từng cố gắng, đã khóc ròng rồi, ăn cơm trong nước mắt rồi. Chúng ta đã từng bị người này ngăn không cho đi, không cho đi chùa, bị người kia cản khi mình đã ăn chay. Nhưng do cái lòng kiên cố, do tâm bồ đề này kiên cố mà ngày hôm nay chúng ta mới có được cái sự bình yên như thế này. Chúng ta đi chùa một cách khoan hỷ. Mấy bữa thì đi chùa khó lắm, đủ thứ chuyện ở trong nhà. Nhưng mà ngày hôm nay mình dàn xếp một cách, không phải riêng gì mình dàn xếp, mà ở
tâm này, thổ thần thổ địa, thành hoàng bổn xứ các ngài cũng cùng với mình dàn xếp để cho mình đi chùa về mình hoan hỷ, đi chùa về mình làm lợi ích, đi chùa về mình làm cho mọi người được ăn vui. Còn ai nhìn thấy trên vật chất, nhìn thấy trên hình tướng, để rồi tự mình chấp mắt thì người đó tự lãnh lấy hậu quả khổ đau. Hãy xem kết quả bây giờ chịu đây. Bây giờ kết quả là ngày hôm nay quý vị, do mình đã cố gắng đọc kinh, kinh nghiệm sự sống, sự sống những ngày hôm qua ta đã từng khổ đau rồi, ngày hôm nay ta không lặp lại nữa. Ta phát nguyện đừng bao giờ nóng nảy nữa, đừng bao giờ giận hờn nữa, làm nó rách việc. Đừng bao giờ mình lỡ mình nói những lời không hay, nói hỗn với bố, với mẹ, với anh chị, với bà con hàng xóm láng giềng. Trong thâm tâm này ngày hôm nay rai rứt chuyển đổi, ta về ta phát nguyện từ nay về sau không bao giờ nói lời ác, không bao giờ làm điều ác, và đừng bao giờ để nhen nhóm cái tâm niệm xấu ác ở trong lòng nữa. Thì ngay đây là chúng ta đã bắt đầu bước vào công việc thiện lành, đã bắt đầu theo Bồ Tát Thánh Hiền. Chúng ta mới gọi là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Quy y tức là trở về nơi nguồn tâm. Đã muốn biết quả báo sau này, hãy xem những việc ta nay đang làm. Mình muốn mình được an vui, muốn mình được hạnh phúc, muốn mình được nhẹ nhàng thanh thản, thì ngay hôm nay chúng ta làm chứ. Chứ ở đâu mà đem đến cho mình? Không có nơi nào đem đến cho mình cả. Dầu cho có công nêm trả phụng dọn ra trước mặt đó, nó mời ba mời mẹ xuống Sài Gòn, con thì được rồi, mà có con dâu á, nó không được, nó làm cái gì đem lên, nó để cái thạch ở đó, mẹ ăn đi, mẹ ăn đi. Ăn nổi không? Không nổi, thôi mẹ bữa nay hình như mệt mệt, thôi đón xe cho tao về, phải không? Đâu cần ăn cái đó đâu. Ăn của ta tức là ăn cái pháp lành, ăn cái pháp khoan hỷ đấy. Nhưng mà chúng ta từ nay về sau biết rồi, nó làm vậy nó khổ không? Nó khổ thì mình tha thứ cho nó, cái tội nghiệp, tha thứ cho nó, để rồi nó có học cái hạnh mình được hay không thì nó học. Còn nếu nó giữ ở trong lòng đó nó sống, thì mình thấy trải cái tình thương ra đối với nó. Chứ đừng bao giờ chấp ở trong lòng để rồi cái này cái quả nó chịu tội nghiệp. Bởi vì cái cuộc đời này không có gì ác bằng bất thiếu, là điều ác tồi tệ nhất, không có gì bằng bất hiếu. Mà điều thiện tuyệt vời nhất, không có gì cao bằng là điều thiện, là người có hiếu. Mà đứa con nó bất hiếu đó, thấy tội nghiệp, thấy thương, mình đừng bao giờ chấp để rồi nó phải lãnh cái hậu quả. Nhưng mà mình tha thứ, hoan hỷ, lâu lâu về mình vẫn điện thoại, tức là mình tránh, đừng để cho nó tạo cái ác duyên, mà mình hãy để cho nó có tạo thiện duyên, hay không? Mình tránh xa. Buổi đầu thì cũng buồn 5 phút thôi, xin phép Phật nghỉ tu 5 phút thôi. Nhưng mà khi trở về rồi mình cố gắng niệm Phật hồi hướng cho họ. Hồi hướng không riêng gì những người mà mình quý, mình thương, mà hồi hướng cho những cái vị mà họ ghét mình đó, là mình hồi hướng riết đó, là cái mặt họ sờ trước mặt mình đó, mình chuyển đổi từ ác thành thiện, từ ghét thành thương. Muốn biết quả báo sau này, hãy xem những việc ta nay đang làm rồi. Thì bây giờ quý vị phát nguyện từ nay về sau không bao giờ nói lời ác nè. Bởi vì nói lời ác dù có hù dọa đi chăng nữa, nó cũng tưởng rằng mình là người xấu ác. Không bao giờ nói lời mắng nhiếc chửi thề, và trong tâm của mình đừng bao giờ có nhen nhóm những cái điều ác đó ở trong tâm, và không bao giờ làm điều ác. Phát nguyện như vậy thì chúng ta sẽ hưởng quả lành. Hả? Cái quả nó trổ thì không thể nào mà hái cho hết được. Hái đời này đời sau, đời này đời sau. Nhân thì có một thôi, một hạt trong cái quả. Nhưng mà khi nó trổ ra một cái cây và nó sinh ra quả, rồi quả này đem chia sẻ ra, thì mọi người trên pháp giới này không thể nào hưởng hết. Giống như cái tổng đài, Chúng ta là một cái robot, chúng ta bấm vào pháp giới này, chúng ta là chúng ta chọn kênh nào, chọn cái kênh nào để chúng ta xem đây. Chúng ta là tổng đài, chúng ta phát nè, phát sóng nè, vừa là cái remote để chúng ta tạo cái nhân, muốn coi kinh nào thì bấm kinh ấy, và vừa là cái tổng đài chúng ta sẽ gửi vào pháp giới này. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chúng ta ngày hôm nay hưởng quả gì cũng đều là cái nhân đời trước hết,
Quý vị đủ niềm tin như vậy thì chúng ta sẽ được an lạc. Mà chúng ta đã tu tập được cái niềm an lạc này rồi, có được cái niềm an lạc thực sự, thì chúng ta nghĩ đến ai thì người đó sẽ được hưởng giống như chúng ta. Nghĩ đến cha cha ăn, nghĩ đến mẹ mẹ ăn, nghĩ đến thầy tổ thì thầy tổ ăn. Đem cái công đức này nè, chúng ta mới hồi hướng nguyện cho thầy trụ trì luôn luôn nhiều sức khỏe, an vui, để hằng ngày dìu dắt chúng ta trên bước đường tu nhân học Phật, mỗi ngày một hành thông. Và nguyện đem công đức tu tập của quý vị hồi hướng cho chính bản thân quý vị được hưởng cái phúc lành này, và nguyện cầu cho toàn thể gia đình quý vị, vợ chồng, cha mẹ, dâu rể, con cháu ở trong nhà đều được hưởng cái công đức tu tập của quý vị hằng ngày, mà được thân cùng tráng kiện, mạng vị bình an, và bao nhiêu điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, thân thương nhất và trịnh trọng nhất dành hết cho quý vị cùng gia đình, cũng như nguyện đem công đức này hồi hướng cho chư hương linh, cửu quyền thách tổ của quý vị nương công đức này mà siêu sinh thoát khóa, và thổ thần, thổ địa, thành hoàng bốn xứ, sơn thần, thổ thần, thủy thần, đất đai địa sở đều nương công đức tu tập của quý vị mà họ có thể sanh nơi miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Còn cái này cái này thầy giao kết khi nãy là quý vị có hỏi cái gì không? Hả không? Nãy tức là thầy để dành mấy phút để cho quý vị hỏi. Có ai có cái điều gì gút mắt hỏi hay không? Để thầy chia sẻ. Bởi vì cái đó là cái thực. Rồi bác, cho tràng pháo tay đi ha. Vì cái câu nghe cái câu mà hồi hướng á, là hồi hướng là dành riêng cho các thầy, các bậc trên, hay là một như chẳng tôn, con thấy một người mà hay luôn những điều không tốt mà mình chỉ bỏ cho họ là lọt lọt mình nữa. Nhưng mà con nghĩ là nào con thương họ thôi, chứ con không biết là hồi hướng. Nhưng mà mình có thể hậu hướng cho họ có được không? Dạ được. Cảm ơn bác. Thông qua câu hỏi của bác, tức là mình là người học Phật, mình được tụng kinh, niệm Phật, nghe Pháp, tin sâu nhân quả, thì cái việc của mình là mình chỉ có thương thôi. Còn người kia họ có giận mình, họ ghét mình, họ làm điều ác, tức là thấy tội nghiệp, thấy thương. Giống như khi nãy thầy nói cái đứa con dâu á, phải không? Mình thương nó chứ đừng bao giờ ghét nó. Bởi vì ghét nó tức là từ tâm mình. Bây giờ chúng ta ngậm mực phun cái áo người kia cho nó đen, cho nó kinh, ví dụ như vậy, thì ai là người bị dơ trước? Hả? Người phun. Phun từ đâu? Từ cái miệng mình dơ trước, phải không? Cho nên mình ghét người tức là mình là người khổ nhiều, khổ trước. Họ chưa biết gì hết, họ chưa biết mình ghét nữa, và họ không cần nhận cái ghét đó. Mình ghét là mình mệt. Cho nên hãy trải tình thương ra, giống như những câu phát nguyện là đại từ đại bi thương chúng sinh. Bác nghe thông chưa? Hãy từ nay về sau, không riêng gì những người thiện, không riêng gì các thầy, nhưng mà mỗi quý vị, quý vị không phải là thầy nữa, nhưng mà quý vị là Phật nữa kia. Bởi vì tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật. Bây giờ thành Phật là gì? Thành Phật là thành tựu sự an lạc. An lạc là Phật, mà khổ đau là chúng sinh. Rồi làm tâm ác tức là đồ yêu ma quỷ quái. Cho nên chúng ta đã phát nguyện làm Phật rồi, thì từ nay về sau trải cái lòng thương yêu ra đối với mọi người, và đừng bao giờ nhìn thấy nó nữa, phải không? Như hồi hôm đi xe đó thầy chỉ cho quý vị, chúng ta đang cái thân này giống như chiếc xe, tâm mình là người lái xe, tâm mình là tài xế và lái xe. Đi trên đường đời, xe kia là đi trên đường lộ, hương lộ, liên tỉnh lộ, đường lộ, quốc lộ. Còn thân này, chiếc xe này là đi trên đường đời. Đường đời nó có giống đường lộ không? Cũng y chang như vậy, cũng lên dốc xuống dốc, cũng qua ổ gà, cũng có lúc đường tốt và lúc đường xấu.
Cho nên chúng ta làm sao đó dìu chiếc xe này đến bến đỗ bình yên, đến miền cực lạc là miền Tây Phương. Quý vị phát nguyện không? À. Rồi, cảm ơn quý vị. Còn câu hỏi nào nữa không? Quý vị cứ hỏi, phải đừng có ngại. Hỏi cái nào ở trong Phật Pháp con tu bấy lâu nay con còn nghi ngờ, thì ngay bây giờ những cái câu hỏi đó nó đem lại không lợi ích riêng cho, không những lợi ích riêng cho mình mà cho bạn đồng tu. Họ cũng có trường hợp như thế, họ không biết giải như thế nào. Cho nên quý vị cứ hỏi. Dạ, con là Pháp Sinh Pháp Chí. Con có câu hỏi về nhân quả đối với thầy. Con cũng có nghe thầy giảng từ hôm qua và trong suốt hơn một tiếng vừa qua, thì con có câu hỏi, con muốn hỏi thầy là cũng rất nhiều người hỏi vợ chồng con là biết ăn chay, biết đi chùa, biết làm lành, biết bố thí, nhưng sao con của con lại sớm ra đi, bỏ chúng con? Và đó là câu hỏi lớn nhất của mọi người mà luôn hỏi vợ chồng con, và chúng con vẫn chưa có câu trả lời. Dạ, mong thầy giải đáp cho con và đại chúng cùng hiểu ạ. Dạ, như A Di Đà Phật. Rồi cho tràng pháo tay đi. Câu hỏi này rất là hay. Thầy cảm ơn Pháp Trí. Cái này thường ở trong chùa chúng ta thường hay thắc mắc là mình tu tại sao mình không được như ý, mà mình lại gặp những cái chuyện bất trắc ở trong gia đình nhiều hơn. Thầy kể cho quý vị nghe cái câu chuyện lần có hai vợ chồng làm ăn này nó nhiều cái chuyện bất trắc quá, mới lánh vào trong trong cái miền cũng xa ở, rồi cắt lực lo làm ăn. Làm ăn thì tích lũy càng ngày nó càng khấm khá lên về đời sống kinh tế. Thì sinh con đẻ cái ra, rồi cho học ở trường, đưa đón con, đưa xuống dưới trường làng để học. Thì sau đó rồi dời trường, dời nhà về gần trường để cho con học. Thì tới lớn thì bắt đầu kinh tế ổn định rồi, thì mới bắt đầu là tu tập. Theo chùa tu tập, rồi thỉnh tượng, thỉnh kinh về nhà, sớm hôm đều tụng kinh ở trong nhà. Thì thế thì đùng một cái có được bốn người con, hai trai và hai gái, nhưng đùng một cái thì cái đứa con lớn nó ra đi, buồn lắm, buồn bã lắm. Thì không biết như thế nào, nhưng mà sau khi tu tập, cho nên được tu tập, cho nên được các thầy rất là quý, tự động các thầy ở chùa đều đi đến làm pháp sự rất là chu đáo, mỹ mãn. Nhưng sau đó không bao lâu, khoảng chưa tới 100 ngày, thì cái đứa con trai kế nó ra đi luôn. Đã. Thế thì buồn quá, trong cái ý niệm chẳng muốn theo Phật nữa. Con theo Phật, phụng sự cho đạo Pháp như thế, mà tại sao nhà con xảy ra những cái điều không như ý, buồn quá. Tính là có mấy bữa nữa là không có tụng kinh, mệt rồi, chán rồi. Theo Phật mà Phật không gia hộ, bỏ. Thì thế thì cái ý niệm này đã gửi vào Pháp giới, trên chư Phật biết, mới cho rằng trong đêm nằm thấy chim bao đi xuống dưới địa ngục, thấy cái thằng con trai đầu á, nó không phải nó ở địa ngục mà nó cai quản, đó là những cái vị phát nguyện mà, phát nguyện ở địa ngục giống như ngài Địa Tạng đó, Địa Tạng hạnh nguyện rất rộng sâu, mới thấy con trai của mình chạy lại, tính là con, thì cái anh chàng kia nói tôi đâu phải là con ông. Trời ơi, con bỏ con đi như thế ba nhớ. Nó là không phải, bởi vì ông mắc nợ tôi. Tôi tính đến đó, tôi đúng ra là tôi còn phải đóng cái vai là bệnh hoạn, để rồi ông phải bỏ tiền ra
để cho tôi phải nuôi bệnh tôi để hết tiền hết bạc kia, phải không? Chứ còn không phải, tôi không phải là con của ông, nhưng mà ông mắc nợ tôi. À, tôi đến tôi tính là lấy nợ, nhưng mà vì thấy ông có tu, cho nên ông tu rồi thôi, con còn một số nợ nữa thôi, tôi cho, tôi bỏ xí xóa. À, tôi không có, à, tôi không có lấy nữa, chứ không phải là cha con gì cả. Nhưng mà ông một mực là ông chạy lại, ông nói là con, dứt khoát là con. Rồi hết giờ thì các vị gác cổng mới dắt ra. Dắt ra, trong lòng nó cũng còn day dứt không biết như thế nào. Nhưng mà ông đó ông nói như thế đấy. Rồi đi đoạn đường thì các vị mấy vị gác á mới đưa ông ra. Đưa ra thì ông mới, cái thần thức ông mới về trên cõi trời. À, về trên cõi trời thì thấy cái thằng con kế nó đang coi như là chăm vườn, chăm trong cái vườn đào hoa, chăm hoa chăm cây, chạy lại cái con chàng này nói, tôi đâu phải là con hả, tôi đâu có phải là con của ông. Lúc xưa ông cũng mắc nợ tôi, mà tôi tính đến đó để lấy nợ, nhưng mà thấy ông có tu, ông đã tu rồi, cho nên ở trên này cần người, và ở trên này nói thôi thử ông chừng đó được rồi thì thôi được rồi trở về đây để làm việc, thì còn nợ nần gì xí xóa, chứ tôi không phải là con. Thế thì ông cũng buồn, trong lòng cũng buồn, thấy sờ sờ như vậy mà không phải là con thì rồi cái người ấy mới dắt vào bên trong để ngồi uống uống rượu, rượu của cõi trời ấy mà, phải không, là thưởng thức. Thì dắt vào bên trong thì lúc đó Bồ Tát Quan Âm xuất hiện mới cho ông ta một bài pháp. Tất cả đều là do duyên, làm sao chúng ta sống trên cuộc đời này đều kết duyên với nhau, gọi là vô không có duyên thì không có gần nhau. Con sinh trong nhà, một là nó đến nó đòi nợ, hai là nó đến nó trả nợ. Nếu nó đến nó trả nợ thì nó làm sớm làm tối, nó rất là ngoan, rất là hiền, làm cực nhọc nhưng mà bố mẹ lại không thương. Có những cái gia đình như thế quý vị. Rồi có đứa nó quậy, nó phá, nó vô tù ra tội, như thế mà cái tiền chuộc nó ra mà vẫn thương nó. Trên cuộc đời này có không quý vị? Cái đó, cho nên oan oan tương báo, gọi là vô oan trái bất thành quyến thuộc. Còn có câu gọi là vô oan trái bất thành phu phụ nữa. Không có oan trái thì không trở thành vợ chồng, không có oan trái thì không trở thành quyến thuộc. Mà có, chúng ta đã gặp nhau trên cuộc đời này, giống như thầy gặp quý vị, thầy chỉ chúng ta, thầy trò chúng ta chỉ có là lắng nghe và chia sẻ. Quý vị hoan hỷ lắng nghe thầy mới nói, rồi thầy nói quý vị hoan hỷ lắng nghe để cùng nhau thực hành, gặp nhau trên cuộc đời này mới thấy là thấy quen rồi. Gặp nhau, thấy nhau là thấy quen, tức là đã từng là thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp. Có những lúc thấy, gặp nhau là thấy ghét, mặc dầu trên cuộc đời gặp lần đầu tiên, tức là đây là đã gây oan giáo họa từ trong tiền kiếp quá khứ rồi. Chứ không phải là không. Cho nên tất cả đều là nhân và quả. Quý vị đã tin rằng nhân quả thì cái gì xảy ra trên cuộc đời này cũng đều là nhân quả. Chỉ có điều hiện tại chúng ta phát nguyện từ nay về sau luôn luôn làm những cái điều gì đem lợi ích cho tất cả chúng sinh, cho nên chúng sinh vô biên thề nguyện độ là như thế. Quý vị hiểu mà hả? Đem cái này đó, tức là nhân và quả. Chúng ta hết rồi, chúng ta làm cái việc gì ở trong cuộc đời này cũng đều hồi hướng cho anh ấy, cho pháp thiện, thì pháp thiện cảm nhận được hết, phải không? Phải không pháp đi? Chủ ấy là pháp thiện mà, đúng không? Nó sẽ cảm nhận được và nó rất là vui. Và hôm nay sáng hôm nay thầy về nhà thầy tụng kinh. Nếu quý vị mà có pháp sự thỉnh quý thầy, chưa chắc quý thầy đến, bởi vì
đúng cái ngày đó mà quý thầy đến á, thì đôi lúc là quý thầy đã dàn xếp bận biểu rồi, mà ở cái vùng này, cái miền này mà thỉnh nhiều thầy là cũng khó. Mà ở đây chúng ta đều tôn trọng giống như thầy của mình. Tam nhân đồng hành tất ngã hữu vi sư, ba người cùng đi trong đó có một vị là thầy của mình, phải không? À đó, như thế thì chúng ta làm cái này nè, chúng ta thực hành cái điều này nè, Phật vui lắm. Có những bữa ăn con mình nó vui, con mình nó vui lắm. Mình về đứa lớn chăm đứa nhỏ, mình đi làm về khuya hoặc giả là đi làm giữa trưa, về mà mình thấy em út được cái đứa lớn nó chăm cho đứa nhỏ, nó cho ăn cho uống xong rồi nó lên nó ngủ, ở trong đó nó không có cái gì ăn mà mình thấy mình cũng vui, mình uống miếng nước, mình ngủ mình cũng thấy vui. Thì đối với chư Phật các ngài còn tuyệt vời hơn nữa. Các ngài có cho, có cần cho mình cúng các ngài cái gì không? Có cần là nguyện đem nể chuối không? Hay là nguyện đem lòng thành kính? Thì mình đem cái lòng thương yêu cung kính này gửi vào pháp giới, thì đi đến chỗ nào, thổ thần, thổ địa, đất đai, địa sở, rồi những con người chung quanh, đi đến chỗ nào họ cũng cảm thấy vui. Đem công đức này hồi hướng cho toàn thể đạo tràng chúng ta luôn an lành dưới ánh đạo hào quang che chở của chư Phật nha. A Di Đà Phật. Rồi chúng ta hồi hướng hả? Như vậy mới nguyện đem công đức này được nè nha. Nguyện đem công đức này về công đạo. Khi đi đến đây đó quý vị, thầy mới nhận ra thầy Pháp Huệ, tức là huynh đệ cùng với thầy. Thầy là đệ tử của sư chú của thầy. Thầy xưa tức là thầy là An Huệ. Thầy thầy cầu pháp với hòa thượng trưởng ban trị sự thành phố Hồ Chí Minh, thầy gọi là Pháp Huệ, mà thầy là An Huệ, thầy là An Định. Phải không? Cho nên ở đây tất cả đều do duyên, mình đâu có biết được, phải không? Thầy mới chụp cái hình để gửi xuống cho sư chú á. Thì thôi thầy rồi chúng ta nương nơi cái lời của thầy chia sẻ với quý vị. Quý vị sống ở chỗ nào thì ngay đó là quý vị đã nhớ, đã yêu, đã thương thầy, đã quý thầy rồi. Thì chúng ta hàng ngày sống như thế rồi gia đình mình sẽ được an vui và hạnh phúc. Và bây giờ chúng ta nghỉ thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy biết rồi. Thưa quý đạo hữu Phật tử, kính thưa thầy trụ trì. Thứ nhất là thầy có cái điều kiện là thầy ở thành phố. Thứ hai nữa, thầy đi đến đây có người bút vé máy bay thầy đi. Rồi đi lên đây thì có quý vị đã bố trí người đón thầy đi đến đây. Thì tối cũng nấu cháo thầy ăn, sáng ra cũng làm phở thầy ăn. Và thầy đến đây, không lẽ lát nữa quý vị bỏ đói thầy đâu, phải không? Thì thầy có điều kiện, thầy đi đến đâu cũng có người chia sẻ. Và mọi lúc, mọi nơi thì quý vị cũng có gửi gắm vào đây lót gạch tráng nền để thầy ở đây thầy được chia sẻ. Mong rằng quý vị thực hành cái điều này để phát nguyện. Quý vị phải phát nguyện. Còn không biết bao nhiêu thầy trước đây và chư Phật đã để lại những cái lời kinh mà chúng ta tụng và chúng ta lắng nghe, không thực hành thì quý vị bị âm nợ, cho nên mình còn khổ. Còn ngay bây giờ quý vị phát nguyện, từ nay trở đi quý vị sẽ cố gắng thực hành để mình được an vui, thì quý vị bắt đầu sanh lại cái phước. Còn cái này thầy xin cúng dường, và lát nữa thầy cũng gửi đây thầy cúng dường tí nữa, bởi vì thầy đi đến đâu thầy cũng cúng dường như thế. Đấy là để chia sẻ thôi. Còn thầy nhận nơi lòng của quý vị thì thầy nhận nơi đây, mà đây còn rất là nhiều cái Phật sự cần phải làm, thì thầy trò chúng ta hiểu như thế được rồi.
ha. À, gì đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con là Nguyễn Thị Hải, pháp danh của con là Hoa Đức. À, con cũng xin đại diện cho tất cả bà con Phật tử tại đạo tràng Diệu Pháp. À, con cũng không biết nói gì hơn. Con cũng cảm thấy là thầy Đại Đức Giảng Sư, thầy ở từ thành phố Hồ Chí Minh mà thầy nhận lời thỉnh cầu của thầy con, thầy hoan hỷ thầy ra đây đã ban bố cho chúng con một thời pháp thật là giá trị, thật là gần gũi với cái cuộc sống đời thường của chúng con. Con cảm nhận rằng là rất là giá trị, thì con cũng không biết nói gì hơn. Con sẽ xin phát nguyện là làm theo như lời của thầy dạy, và con cũng không để cho tâm mình phải bị đau khổ vì vô minh. Thì con biết đó là nhân quả mình tạo ra. Con cũng mong rằng tất cả bà con ở nơi đây cũng như vậy. Thì con xin thầy hoan hỷ là cái này của cái tấm lòng của tất cả bà con có mặt trong cái buổi lễ tu một ngày hôm nay dưới chủ thầy giảng hôm nay. Thì cái tấm lòng của tất cả bà con Phật tử chúng con, thì con cũng xin thầy hoan hỷ, thầy nhận để cho tất cả chúng con được xí công đức. Tấm lòng quý vị đã gửi vào pháp giới này, công đức không thể nghĩ bàn. Thứ nhất tức là chúng ta nghe lời Phật, hãy luôn luôn niệm Phật là niệm vui, niệm Phật là niệm bình yên đến cho mình và cho người. À, rồi xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và là hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, đó là luôn luôn niệm Phật là như thế. Thứ hai nữa tức là chúng ta chia sẻ cái tình thương yêu này đến với tất cả mọi người. Đó là quý vị đã tri ân thầy. Còn cái này thì thầy nhận cái tấm lòng quý vị, tức là quý vị đã có lòng cúng dường để tập cho chúng ta bỏ ra cung kính, cung dưỡng. Dường là dưỡng, dường tức là nuôi dưỡng, cúng tức là cung cấp. Từ này cung cấp và nuôi dưỡng cái tấm lòng thiện ở nơi chính mình, tức là cung cấp những cái pháp để làm cho tâm này được an vui. Tâm mình an vui thì ba mẹ mình vui, tâm mình an vui thì vợ chồng con cái của mình vui, tâm mình vui thì chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền vui. À, quý vị cúng dường thầy rất là vui, thầy nhận cái này quý vị rất là vui. Chúng ta cùng đem cái này cúng dường cho chùa, tôn tạo cho chùa, thầy trụ trì cũng vui, và mọi người đến đây sẽ được nghe pháp, được tụng kinh và được chia sẻ cái lòng này, thì tất cả đều là niềm vui. Còn hiện tại thì thầy cùng với quý vị cố gắng thực hiện nha. A Di Đà Phật.